đã từng đi du lịch một mình ở trong nước hay đi du lịch một mình ở nước ngoài bao giờ chưa? Nếu có rồi thì kỷ niệm của những chuyến đi du lịch một mình của các bạn như thế nào? Mình đã từng có một chuyến đi với rất nhiều sự bất ngờ, đó là chuyến đi Langkawi và Kuala Lumpur ở Malaysia năm 2016. Đây là năm lần đầu tiên mình quyết tâm đi du lịch một mình, thế là rất hùng hồn. Mấy tháng trước ngày lễ 30 tháng 4, mình đã tự đặt vé đi Malaysia một mình thôi. Nhưng rồi sau đấy, khoảng 2 tuần trước ngày đi, chắc là do sợ à? Thế là rủ thêm 2 bạn nữa đi cho nó vui. Lại nhưng mà 2 bạn đặt vé máy bay hãng khác với mình do giá vé đã bị cao lên. Rồi đến ngày đi thì giờ bay bị thay đổi loạn xạ. Rồi sự chênh lệch giờ bay thì giữa các hãng là rất lớn. Cuối cùng thì mình solo 4 ngày, còn 1 ngày thì đi chung với các bạn. Ngày đầu tiên mình bay từ Hà Nội transit Kuala Lumpur bay thẳng đến đảo Langkawi. Đây là đảo rất là đẹp của Malaysia. Các bạn nhìn thấy nhá, nước biển rất trong, cát thì trắng mịn. Đến đây rất là vui, bãi biển sôi động và rất nhiều các hoạt động. Đây, có thể chơi thuyền chuối này, rồi cano hay là chơi nhảy dù, rất là thích. Và đặc biệt là ngắm hoàng hôn ở Langkawi, tuyệt vời. Đảo Langkawi có nhiều khu vực nghỉ khác nhau. Mình đã chọn khu Pantai Senang, đó là khu mà nhiều hoạt động đông vui và sôi động nhất. Buổi tối ở bãi biển cũng rất nhiều các hoạt động, mọi người có thể ngồi đây uống bia, uống cà phê, uống sinh tố, xem các hoạt động nghệ thuật như là múa lửa hay là ca nhạc. Sau đấy thì ngồi dạo bãi biển chán rồi thì có thể đi chợ đêm. Chợ đêm cũng rất nhiều các hoạt động nhé. Đồ ăn rồi tour tuyến, có những quầy bán tour ghép thì các bạn có thể đến đây mua tour ghép đi đảo, đi cái dắp hay là cái dắp kinh đấy, hay là tour vòng quanh đảo. Chúng mình đã mua tour ghép island hopping, buổi sáng thì lên tàu cao tốc để được đưa ra một hòn đảo nhỏ khác rất là đẹp và trong xanh như thế này đây đấy. Trời ơi, ở trong Langkawi đã đẹp rồi mà đi ra đến các đảo nhỏ khác nó lại càng vi diệu ấy. Chụp ảnh ở đây đúng là một thiên đường sống ảo luôn. Thời tiết thì đẹp, biển thì trong xanh, không khí trong lành, mọi điều rất tuyệt vời, sạch sẽ. Ở đây mọi người có 45 phút tự do để bơi, tắm. Sau đó thì đoàn trở lại với tàu cao tốc để được đưa đến một điểm ngắm Đại Bàng, ngắm và chụp ảnh Đại Bàng. Mình chưa nói nhờ, đảo Langkawi còn có tên gọi khác là đảo Đại Bàng. Ở đây có rất nhiều Đại Bàng, biểu tượng tượng của đảo cũng chính là Đại Bàng luôn. Có một tượng Đại Bàng rất lớn ở quảng trường cũng tên là quảng trường Đại Bàng. Tour thăm đảo ấy kết thúc vào lúc 2 giờ chiều. Nếu mà mọi người muốn tham gia một tour khác là kayaking thì cũng có thể tham gia vào buổi chiều sau đó. Sang đến ngày hôm sau là bắt đầu hành trình du lịch solo vòng quanh đảo Langkawi của mình, đi một mình rồi này. Đây là 2 người bạn mới mình làm quen cho hành trình này đó. Langkawi bán đủ các loại tour ghép khác nhau luôn, nhưng lại không có tour ghép đi vòng quanh đảo đâu nhá. Tại vì đảo Langkawi rất là bé, thường thì các du khách sẽ là tự thuê xe máy chạy là được rồi. Hoặc là 3 bạn hay là 2 bạn sẽ thuê cả chọn một cái ô tô rồi chạy vòng quanh đảo. Mình thì chỉ có một mình thôi. Thuê xe máy đi một mình vòng quanh đảo thì sợ, còn thuê riêng một ô tô thì lại đắt. Và với lại đi một mình cũng không có ai chụp ảnh cho, nên mình đã nghĩ ra một cách, đó là buổi tối đi ra chợ đêm, đứng ở quầy bán tour, đứng ở đó mời chào khách, bán tour giúp người bán tour luôn. Bán tour là chuyên môn của mình mà. Thế là mình đứng đó đã tìm ra được một người cũng đi solo để ghép với mình đi tour vòng quanh đảo đó. Đó là bạn Hulut, người Yemen. May mắn ghê ấy, bạn ấy cũng lại là một người rất thích chụp ảnh. Thành ra là chuyến đi này mình đã có rất nhiều ảnh đẹp. Tour thăm vòng quanh đảo thì sẽ bao gồm nhá. Thăm đây là cây cầu trên cao, cây cầu kính ấy, kính trên cao bắc qua 2 ngọn núi ở Langkawi. Cây cầu này rất nổi tiếng.
đi cáp treo từ dưới lên đến cầu, thì rồi đi bộ từ cầu ở đầu núi này sang đầu núi bên kia. Ôi, một cái cảm giác rất là không thể tả được. Cái cầu trên không mà như là cảm giác đang đi trên trời vậy. Sau đó chúng mình di chuyển đi thăm một cái tháp ở Langkawi á. Anh bạn Ali này và cô bạn Phước, hai người đó rất là vui tính. Đây là biển báo cẩn thận nhá. Thì nhìn thấy chữ viết tắt không? Anh bạn ấy đùa chúng mình là All women are sexy. Thác nước ở đây thì không lớn đâu, nhưng mà cũng cái đường đi lên thì rất là xinh. Lên là lên rừng, xong rồi xuống thì xuống tháp. Còn đây là điểm tiếp theo, đấy là quảng trường Đại Bàng. Đến đây là chụp và đến đây để chụp ảnh với biểu tượng của đảo. Đấy, đây là chú Đại Bàng, biểu tượng của đảo Langkawi. Hôm đó kết thúc tour vào lúc 4 giờ chiều, mình chạy thẳng ra sân bay để đi Kuala Lumpur. Ở Langkawi có một điều rất là đặc biệt mình ấn tượng nhé. Đấy là để đặt taxi đi ra sân bay, bạn có một cách đó là viết lên bảng, một cái bảng ở trung tâm của Langkawi ấy, viết lên bảng là giờ đón rồi địa điểm đón, là tự khắc đến giờ đó là xe taxi sẽ đến thì giọt vào đón bạn. Đến Kuala Lumpur, trên đường đi tham quan một mình tiếp tục lại làm quen với một người bạn mới tên là Thomas, anh bạn mà trong ảnh vừa nãy đấy. Anh bạn đó đã đồng hành đi tham quan Kuala Lumpur cùng với mình. Kuala Lumpur khá là thú vị với rất nhiều các địa điểm tham quan như là khu phố Chinatown, khu phố Nghệ Hoa, rồi chợ trung tâm, rồi các bảo tàng quốc gia, bảo tàng Hồi giáo. Malaysia là đất nước Hồi giáo mà, nên họ có những bảo tàng Hồi giáo rất là độc đáo. Và một địa điểm tham quan không thể bỏ qua, đấy là tháp đôi Kuala Lumpur, biểu tượng của Kuala Lumpur. Trong thời gian mà đi tham quan Kuala Lumpur, mình đã gặp được rất nhiều điều hay và điều tốt đẹp. Mình di chuyển bằng phương tiện công cộng là Skytrain. Lần đó là lần đầu tiên mình đi du lịch một mình ở nước ngoài, và lại còn lần đầu tiên đi Skytrain, thứ mà ở Việt Nam mình chưa có. Thì nó có rất nhiều bến rất là rối, rồi rất dễ là bị lạc, cũng khá là sợ đó. Nhưng rất là may cho mình là toàn được gặp người dân rất là tốt bụng, người ta còn đưa cho mình ra tận bến cơ, chỉ đường cho mình tận tình lắm. Xong rồi đây này, đến tháp đôi lại còn gặp được hai người bạn Malay nữa, rồi chụp ảnh rất là vui. Khi trở về khách sạn lại có view như thế này, view ra tháp đôi. Hôm sau là ngày mình bay về lại Việt Nam rồi. Kết thúc một hành trình du lịch của mình thật là vui.